bóng lão đại sau khi khép lại vòng thi đấu đầu tiên của giải đấu năm nay. Lên bóng dành cho đội báo danh, một quả dứt điểm ngay, rất chuẩn xác, 1-0 ở những khoảng thời điểm rất sớm dành cho danh hiệu vô địch tại giải đấu này. Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai. Và đó là bàn thắng được các bạn thứ 6, 1-0. Rất nhanh. 1-0. Bóng thủ đến nhịp nhàng trong thủ này. Có một quả điểm từ xa được không đây? Một đường dứt điểm từ xa khá nguy hiểm. Dứt điểm mà góc cho ra là không nhiều người nghĩ đến. Và hát một bóng tương đối nguy hiểm, một quả diêm từ xa, thủ xử lý rất mạo hiểm đến một quả diêm từ xa khá nguy hiểm, bóng tìm đến với cái sáng ngáp của khung gỗ bên phía đội bóng mạo danh. Thêm một tình huống dứt điểm nữa và đó đã là bàn thắng thứ 3 tại trận đấu ngày hôm nay. Thủ thành Nguyễn Huy, Văn Hà, vẫn là Văn Hà dứt điểm ngay, không vào. Một quả ra chân rất căng của Văn Hà, không gỗ của Thắng Trận. Thêm một quả chuyền lên nữa và đây là số 8 dứt điểm kỹ thuật. Bóng vẫn đi là cao hơn so với khung gỗ. Đó là đường chưa mắt. Và còn đây những cầu thủ bên phía đội bóng Mai Đình họ cần phải cố gắng hơn nữa. Hiệp đấu đầu tiên cả Văn Hà và đó là tình huống mà trọng tài đã cấm. Một quả chuyền và dứt điểm không địch, quả chống ra rất nhiều và đó là bàn thắng thứ 4. Một quả dứt điểm nữa. Lên nào. Một quả dứt điểm gần, khá nguy hiểm, không vào. Bóng lại tìm đến với cái sáng ngáp của mạo trắng xanh. Và phản công được hay không đây? Rất cố gắng và một quả chuyền xuống. Huỳnh Đô, thêm một bàn thắng nữa. Cú bóc cờ. Dứt điểm chuẩn xác. Hãy gọi chúng tôi là Chém Gió TV.